mệt đó chị, uống nước con mang đi hả? Chị hai có xe cho em đi. Hai nè. Trời ơi, đẹp lúa đạo quá. Ừ, hello Ly nè, hôm nay con đi đâu vậy con, hai đứa? Con đi nào, đi đâu nhỉ? Hôm nay mình đi đâu con? Mochimo. Hôm nay mình đi đâu hai đứa biết không nè? Đúng rồi, cơ rừng của con. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình đi nha. Aiden có ngủ không được thôi, Aiden đi giờ đừng ngủ được rồi đó. Đấy, mấy đứa ngồi coi tivi đi ha. Bây giờ mình chuẩn bị đi ok. Đấy, bây giờ chuẩn bị đi rồi. Con quay từ ngoài cổng vô nhà nè. Ok, mình đi ha. Mấy đứa ngồi đàng hoàng nha. Mình đóng cửa lại á. Năm trước nó phủ trắng tuyết trên nhìn rất là đẹp.
Năm trước nha thì thầy nào cũng có lên núi ngắm tuyết, nhưng mà hy vọng năm nay thì sẽ được đi sớm hơn, sẽ để có nhiều tuyết hơn để quay cho mọi người coi. Tại vì mọi người biết không, ở Cali này thường nó không có tuyết như những cái bang lạnh khác ở Mỹ đâu, mà chỉ có lên tới núi thì mới được ngắm tuyết thôi, chứ không bao giờ có tuyết phủ ngay mái nhà mình hay là cái xe của mình hết. Cali nào cũng thích có cảnh đó lắm nhưng mà không có được, nên chỉ có lên núi để chơi với tuyết xíu xong rồi về, chứ không có được cả suốt ngày ở với tuyết như mấy cái tiểu bang khác. Nhưng bù lại thì Cali nó có khí hậu cũng thuận lợi cho mình vui chơi, mình trồng cây này cây kia, cũng thuận lợi cho nhiều. Nói chung mọi người biết không, ở Cali này nhiều người rất là thích tới Cali vui chơi. Mọi người biết không, nó có nhiều nơi giải trí, có nhiều cái tiệm ăn ngon của người Việt, có nhiều món ăn, và có nhiều, nói chung là có nhiều cái thu hút nhiều người, tất cả các bang khác ở Mỹ về chơi lắm mọi người. Nếu như Hailey nào có một số người bạn đó, suốt ngày năm lo làm ăn thôi, tiền thì có nhưng mà bên mấy bang lạnh nó không có đi đâu chơi, không có cái kiểu không có xài tiền được, mọi người biết không, cái lâu lâu nó cũng qua Cali dẫn cái gia đình qua rồi họ cũng đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết, nhất là cái khu Phước Lộc Thọ dưới quận Cam á mọi người. Có cơ hội Hailey nào sẽ xuống đó quay cảnh cho mọi người coi ha, cái khu người Việt dưới đó người ta sống như thế nào và người ta buôn bán là sao. Còn cái khu Hailey nào ở trên này là thuộc quận Los Angeles rồi. Nói chung tất cả thì đều ở Nam Cali, nhưng mà nó khác nhau lắm. Chỗ Hailey nào ở thì không phải là khu người Việt, chỉ là người Mexico. Nên nó không có được cái nếp sống giống như cái khu quận Cam. Ở đây thì thường thường thì quán ăn quán đồ thì cũng ít cái món Việt Nam. Mình phải đi xa một chút thì mới có. Nên đa số Hailey nào phải tự nấu ở nhà đó. Bình thường tuyết đẹp lắm mọi người, trắng hết cái dãy núi lần trước luôn. Nói mọi người thấy giao thông ở Mỹ thế nào? Thấy rất là nó giao thông ở Mỹ nó rất là gọi là nó hiện đại, nó kiểu là nó rất là văn minh mọi người thấy không? Xe chạy rất là nhiều nhưng mà nó khoảng cách nó rất là an toàn luôn, với một cái tốc độ là quy định sẵn rồi. Mình nó phải vào cùng một cái tốc độ đó thì cái xe nó mới đều nhau được, nó không có accident, không có xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Một người chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn thì đều có thể xảy ra bất cứ một cái gì đó lỗi nhỏ nào trên đường làm ách tắc giao thông. Nên mọi người thấy đó, ở đây là 55 mai hả bác? Chắc 8 mai trở lên nữa là không có mà chạy chỉ là 55. Những cái làn đường, cái đường này là đường bình thường thôi nha mọi người, nó chỉ có là 5-6 làn đường một bên, tính ra là mười mấy làn đường. Có những con đường lớn á, nó còn nhiều làn đường hơn này nữa mọi người ơi, và chạy nhanh hơn cả thế này nữa. Nhưng mà Alina thì không có thích nhanh lắm, cứ thích vừa vừa thôi. Nhiều lúc con sợ Alina chạy nhanh quá, mình có cảm giác như cái xe nó bay luôn á, sợ lắm mọi người. Nhất là đi lên những cái khúc cua và trên cái cầu cao á, cảm giác như là không biết mình đang đi lên cái đoạn đường nào nữa, sợ lắm luôn. Hồi mới qua Mỹ Alina cũng sợ lắm, nhưng mà đi riết cái quen, mọi người biết không, quen gần như là bây giờ đi xe quen rồi, không có sợ nữa. Tại vì ai cũng chạy với vận tốc như thế này. Cái này là trên freeway, đường cao tốc. Mọi người thấy cao tốc của Mỹ nè, chạy rất là đều không mọi người, rất là lịch sự luôn. Xe chạy cỡ nào cũng được, có từng làn đường đi, nói chung là rất là hiện đại luôn á. Mình đang ở Cali nên người ta dùng phương tiện cá nhân nhiều, nên đa số là y như Việt Nam mình mà xe máy đi ngoài đường vậy đó mọi người. Trời, hôm nay rất là đẹp luôn mọi người. Đường xá ở đây thì cứ như vậy thôi, nó không có phải là hai bên không phải là nhà cao lầu gì đâu, cũng là cây cối nó đơn giản, chỉ có đường xá thì nó thông thoáng sạch sẽ, rồi xe cộ thì lưu thông nó rất là an toàn. Mọi người thấy có một chiếc mô tô vừa chạy qua không, nó chạy rất là nhanh luôn, nhanh hơn cả xe hơi nữa mọi người, và cái tiếng bô nó to lắm, nguy hiểm lắm, không có phải vừa đâu mọi người ơi. Nhưng mà nó được quyền, nó cũng được ưu tiên lắm. Bên này có chiếc mô tô nữa nè, thấy không, nó chạy rất là nhanh. Sợ nhất là đi phải gặp cái đường mô tô đó mọi người, mình phải nhường nó không ạ. Mọi người có thấy cái đường phía trong cái hai vạch màu vàng này không, cái này là phần làn đường Kapu dành cho những cái xe mà bốn bánh nhưng mà chở nhiều người trở lên mà mọi người biết không. Xe chạy hai người thì không, xe chạy một người chứ hả?
ba người trở lên. Ý nói là hai người thì không được vô đó đâu, tại vì xe chạy như kiểu là giờ xe gia đình đó mọi người biết không, từ ba người trở lên hoặc xe điện, đúng rồi, là được vô trong cái làn đường bên phải này. Và cái làn đường này được ưu tiên chạy nhanh nha mọi người, lúc nào cũng chạy rất nhanh. Lâu lâu thỉnh thoảng gia đình mình cần thì chồng Hà Ly nào cũng đi vào cái làn đường đó, xe mô tô cũng được ưu tiên, mọi người thấy không. Còn nếu như mà xe bình thường á, mà một người lái hoặc hai người á, mà chạy vào làn đường đó thì coi như là bị phạm luật á mọi người biết không, thì cảnh sát sẽ phạt liền. Dạ 400 đô, bây giờ luật mới tăng lên rồi hả? Còn những cái mọi người biết những cái làn đường hai vạch này nè, nếu mà mình á đang chạy mà mình đột nhiên mình đi vào là mình phạm luật, mà đột nhiên đi ra mình cũng rất là phạm luật luôn. Nó phải có một cái khoảng cách, khi nào mà hết cái vạch vàng này á, có cái phần mà trống á, khoảng trống á, thì mình mới được đi ra khỏi, mình mới được sang lane khác, sang một cái làn đường khác nha mọi người. Đó là cái luật ở Mỹ như vậy. Những cái đường đứt gạch đó thì mình mới được ra, còn những cái đường liền vạch vàng thế này á là không được ra. Lúc đầu Hà Ly nào học bằng lái xe cũng chú ý những cái này lắm, nên bây giờ mới nhớ để nói cho mọi người biết vậy. Chứ Hà Ly nào không có chạy xe nhiều nên thực sự là không có kinh nghiệm về chạy xe, nhưng mà về luật chạy xe thì tại mình có học qua nên mình cũng hiểu một chút, một phần nào rồi. Nên cái này là Hà Ly nào chia sẻ thật lòng với mọi người luôn. Đây mọi người thấy không, những cái vạch nứt trắng này thì mình được sang lên đó. Vừa trước mặt vừa có chiếc xe nó đã sang lên rồi, mọi người thấy không, nó vừa sang lên, nó là sang lên đúng luật rồi đó mọi người. Và cái luật ở đây là mình không được sang liền 2-3 lane liên tiếp nha mọi người. Mình chỉ được sang lên từng làn đường một. Trước khi sang lên một làn đường một thì mình phải xi nhan. Và mình sang hết một làn đường, xong đó là mình muốn sang một làn đường nữa mình lại tiếp tục xi nhan. Mình không thể nào cùng một lúc mà mình đi ra 2-3 làn đường một lúc được. Như vậy là rất là nguy hiểm và nó rất là gây nguy hiểm cho những cái xe khác. Tại vì người ta không thể nào mà lường trước được là lại có một người sang nhiều lên một lúc như vậy và với tốc độ rất là nhanh. Một phần là mình phạm luật rồi, thì mình mất tiền hoang thì cũng phí đó mọi người biết không. Nên chung quy mình đi xe thì mình nên tuân thủ luật giao thông, nhất là ai cũng tuân thủ vậy thì mọi người thấy đó, đường xá lúc nào cũng lưu thông đều như vậy, không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Đúng rồi, thường thường xe bên này á, ai cũng á, mua bảo hiểm, có người mua 1 triệu, có người có tiền thì mua 2 triệu. Nhưng mà nếu mà mình một lần mình bị vi phạm một cái gì đó thì mình sẽ mất điểm ở trong cái tích kiệt của mình. Mình sẽ có bị tích điểm xấu trong đó thì nếu mà xấu quá thì người có thể là treo bằng lái hoặc là lấy bằng lái của mình. Bao nhiêu năm không được lái xe ba? Đúng rồi, thì cái lỗi của mình. Nếu mình chạy thì đi với ngoài cũng dục á. Hai liền. Đúng rồi. Mấy bạn mình phải đi học về cai rượu nữa. Và mọi người biết không, nếu mình đang đi xe này nè, mà mình mang theo rượu bia thì cũng là phạm luật mọi người biết không. Nếu mình mang theo rượu bia hay chất kích thích thì mình chỉ được để sau cốp xe. Và mình phải trên 18 tuổi nha mọi người. Không, phải trên 18 tuổi. Cũng như là vũ khí cũng vậy, mình phải cắt trong cái ngăn an toàn, mà mình không được để trong tầm mắt tầm tay của mình. Nói chung là mình phải cắt trong hộp đàng hoàng. Đó là một cái luật đi xe của nước Mỹ. Mình không thể nào mà chứa chấp hay để bất cứ những cái vật cấm ở trong tầm mắt của mình trong khi mình đang lái xe được. Nó rất là nguy hiểm. Một điều nữa Hà Ly nào muốn nói với mọi người biết là khi mà người đi xe mà vô tình mọi người phạm một cái lỗi nhỏ nào đó mà bị cảnh sát Highway Patrol hay là cảnh sát Freeway người ta giết theo mọi người, hoặc là người ta muốn mọi người dừng xe lại để người ta kiểm tra bất cứ cái gì đó, thì mọi người phải làm theo lệnh và mọi người phải tìm cái chỗ nào thật là an toàn. Mọi người xin nha, tìm chỗ an toàn và mọi người đậu xe vào lề để mọi người đợi cảnh sát lại người ta làm việc với mình. Khi cảnh sát lại làm việc, người ta yêu cầu mình phải bỏ hai tay lên cái vô lăng và mình không được làm bất cứ việc gì khác ngoài cái lời người ta nói, thì mình phải tuân thủ thật sự. Tại vì ở luật Mỹ này có cái luật là nếu mình không làm theo lời đó, tay mình không để vào vô lăng trong tầm mắt của cảnh sát, thì người ta có quyền bắn mình hoặc là làm bất cứ cái gì mà để mà kiềm chế, để mà kiểm soát mình. Tại vì những cái hành động mà mặc dù mình không làm bất cứ cái gì nguy hiểm, nhưng mà người ta nghĩ đó là người ta cảm nhận được là mình sẽ làm gì đó nguy hiểm, người ta có quyền bắn mình, mọi người biết không. Nên mọi người khi đi xe ở Mỹ mà vô tình mà bị cảnh sát thổi thì mọi người nhớ để hai tay lên vô lăng và để nghiêm túc ngồi thật ngay ngắn vào. Nói chung là mình không được xoay cua này xoay cua kia và mình phải trả lời thật những câu hỏi, xuất trình giấy tờ đàng hoàng. Mọi người biết không, có lần gia đình Alina cũng bị chạy quá tốc độ một chút,
tại vì trời tối rồi đi chơi cái ngày mà trong xã chạy hơi quá một chút tốc độ, bị cảnh sát đuổi theo và cũng dừng lại. Nhưng mà may mắn là cảnh sát Mỹ rất là dễ thương, người ta cũng thông cảm cho mình. Trên xe mình có con nhỏ, mình chở con đi chơi xa một ngày trời rất là mệt mỏi. À, người ta còn lần đầu tiên thì người ta cũng thông cảm, người ta cũng nhắc nhở mình lần sau á mình nên lái vừa phải tốc độ đúng quy định, mình không nên lái nhanh quá, và người ta cũng bỏ qua cho mình. Chứ không mọi người biết lần đó nó phạt là mất 300-400 đô đó mọi người, ngoan luôn. Cái tiền đó đủ đưa con đi chơi mấy lần nữa, mua vé đi chơi mọi người biết không. Nên là cũng may mắn, cũng lucky đó. Nên nhiều lúc mình thấy mình mà đàng hoàng, mình nó vừa chạy lỡ một chút nhưng mà mình làm theo lời cảnh sát thì nó người ta cảm thấy mình đàng hoàng, mình biết tuân thủ luật, mình biết sai thì nhiều lúc người ta sẽ bỏ qua cho mình những cái lỗi nhỏ đó. Còn nếu mình phản kháng, mình chống cự hay là mình làm bất cứ cái gì mà gọi là những cái hành động gì mà ngập ngừa hay là có thể gây nguy hiểm thì người ta sẽ làm, người ta sẽ kiềm chế mình bằng những cái hình thức mà theo luật Mỹ nó cho phép. Cherry. Cái này là rau của nội, rau giúp cá với bạch bì này là của cô Út. Cái này là sức tê. Út ơi, Út cắt rau dùm Hương với. Út cắt rau dùm Hương với. Rau hành đồ. Đây có ai? Của Út với nội. Mình hỏi xem đi, nó héo không? Không biết nữa. Héo không? Chắc không sao rồi hả? Sao không? Không nắng đâu hả? Ủa đi vô đường sau hả? Không nhớ đâu. Đi đường này hả? Khóa cửa xe này. Ủa đi đường bên kia hay đi này cũng được hả? Đi lên nó cần đôi dép à? Ấy đừng bị nhốt hả con? Ủa làm bằng cái cửa này hả? Để mẹ vô kia mẹ mới đền ra nghe, ok? Cái bè ra ngoài rồi hả? Công chúa ở đây nè. Sophia. Sao về buồn ngủ sao khóc vậy con? Trời, ở ngoài mà nghe khóc rồi đó. Cái
mà kìa, hôm nay không đeo nơ hả? Bút treo nó vào như những con trai luôn. Hello, Eden, hello kìa. Eden, hello em kìa. Eden, cởi dây ra đi con. Cởi dây ra, Eden. Trời, hôm nay bà ngoại đẹp quá vậy. Lâu rồi mình thấy bà ngoại đẹp lắm nha. Mama. Hồng hào, đẹp lắm nha. Rồi đi, mẹ đi ra liền. Mẹ ra liền, mẹ xuống chào lại kìa. Mẹ cho bà xuống lại. Cà phê à, chụp hình cái nào. Con đi vô đâu? Ra đây hả? Lên đó hả? Ok, đợi mẹ chút. Sophia, rồi cháu đẹp quá vậy. Trời ơi, mốt kìa. Con đừng có khóc mà. Sao vậy? Sao khóc vậy ngoại? Lạ hả? Ôi, nay đẹp gái quá ta. Cái gì đây vậy con? Với trời của Sophie à. Cái này là mực à? Mực nhà nướng. Còn cái này bò hả? Không phải thịt bò, này thịt bò này à. Dê à? Dê. Sausage này, bacon ba chỉ con rồi. Tôm. Wow, lát nữa nướng ăn luôn. Yeah.
Sina thích hoa đó hả? It's not smell, you know? It's not smell, right? It's got some cool guy, né? See? Cái này trái ngon.
Còn bơ không Tiến Tư? Chắc chắc là lắc thêm á, cho nó xèo xèo giống đã. Y như kem vậy. Ai bữa nay em mới ít gì? Không, nhưng mà điều này ok, chừng này mới mới chịu hết cái đống thịt đó chứ. Không, để vô cho mực vô dầu đi ăn chứ. Dạ, đây mực cũng dễ chín. Cái đồ gấp đâu mẹ. Ngon rồi ha. Nên thấy ăn béo thì cho dầu ngon. Dạ, thấy cái béo ngon. Nó sao như lửa nhỏ phẩm chú Hà. I'm craving for sushi. Xèo đã không? Đẹp mà. Đẹp nhưng mà có dừng té em nha con, Alina, có dừng té em.
Review năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em Mì là hai mấy à? 24, 23. Là tuổi con gì nè? Con người hả? Cũng không sao, tại chuột nó không chơi với người được. Không tốt không? Không có dùng tốt. Không, mà thấy em Mì thấy hợp không? Hợp. Happy hả? Yeah. Nice. Are you happy? Ôi, là mấy năm rồi hè? Nhanh ha. Ba đang lâu. Ấy đây có chân té không? Dữ vậy. Ai định hiền lắm á, nhưng mà